thực hiện kế hoạch về việc tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 liều nhắc lại lần 1 mũi 3, lần 2 mũi 4 trên địa bàn huyện sẽ được triển khai đồng loạt từ tháng 10 năm 2022. Sáng ngày 12 tháng 10, tại nhà thi đấu đa năng trường Trung học Phổ thông Lang Chánh, Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh đã tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 liều nhắc lại lần 1 mũi 3 cho người đủ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho người trên 18 tuổi. Vaccine sử dụng là loại vaccine Pfizer. Ngay trong buổi sáng ra quân, hơn 500 liều vaccine Pfizer đã được các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện triển khai tiêm đầy đủ cho các đối tượng thuộc diện tiêm, đảm bảo an toàn ở tất cả các bước theo đúng quy trình tiêm chủng. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, vaccine vẫn được coi là một trong những vũ khí chiến lược hiệu quả và quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng. Thực tế, thời gian qua, vaccine đã chứng minh được tính hiệu quả trong công tác phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, kháng thể bảo vệ của vaccine phòng chống COVID-19 hiện nay giảm theo thời gian. Vì vậy, việc tiêm các mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine ngừa COVID-19 là hết sức cần thiết để phòng mắc bệnh hoặc tái mắc bệnh. Nếu có mắc, thì nguy cơ bệnh nặng tử vong sẽ giảm thiểu trong bối cảnh xuất hiện các biểu hiện kháng thể mới khó lường. Chính vaccine ngừa COVID-19, mũi nhắc lại sẽ có nhiều lợi ích thiết thực để bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.